Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Anton Nguyễn Thế Nhân. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm nay là thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện mà thôi. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Đó là lời Chúa. Đợi khi những người mà ông Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu mới nói với đám đông về ông Gioan. Và ông Gioan ở đây để tránh nhầm lẫn, tức là ông Gioan tiền hô hay Gioan tẩy giả. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, một chi tiết rất thú vị nếu chúng ta đề đặt những gì mà chúng ta vừa được nghe trong tin mừng ngày hôm nay vào trong bối cảnh văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Người Việt của chúng ta hay có câu nói xấu sau lưng để lên án những hành vi kể lể, những gì là không hay, không tốt, không đẹp của người khác khi họ đang vắng mặt hay không hiện diện. Còn Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay đã là một điều hoàn toàn trái ngược, đó là Ngài nói tốt sau lưng. Và nói chính xác hơn, đó là Đức Giêsu nói thật sau lưng về ông Gioan Tẩy Giả. Tại sao con lại nói như vậy? Bởi vì chính Thầy Giêsu đã nhấn mạnh, ông Gioan không phải là một người ăn mặc lả lướt, ăn mặc óng ả hay có đời sống xa hoa. Và ông không chỉ là một tiên tri, một ngôn sứ, mà còn hơn cả một tiên tri, một ngôn sứ nữa. Bởi vì ông Gioan là sứ thần của Thiên Chúa để đi trước và để dọn đường cho ngôi hai Thiên Chúa sẽ đến. Hai hành động, đi trước và dọn đường, chính là hai hành động chính yếu nói về vai trò thực sự của ông Gioan Tẩy Giả. Hay nói cách khác, Đức Giêsu đã không nói xấu, mà là nói thật sau lưng ông Gioan về vai trò của ông trong công cuộc cứu độ. Vậy làm thế nào để có thể nhận ra được vai trò thật của ông Gioan Tẩy Giả đây? Vai trò của ông chỉ có thể được làm nổi bật khi và chỉ khi được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa và được đặt trong bối cảnh đó là thánh ý của Thiên Chúa mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay và trong bối cảnh của những tháng ngày cuối cùng của mùa vọng, mùa của sự chuẩn bị. Chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ được chào đón ngôi hai giáng thế. Vậy lúc này đây, trong thời khắc này đây, chính là thời điểm thích hợp nhất để mỗi người chúng ta tìm lại và tìm ra được sự thật về vai trò của mỗi người chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa và trong công cuộc cứu độ của Ngài. Và chỉ khi chúng ta biết đặt để chúng ta
trong tương quan với Chúa và trong thánh ý của Ngài, chúng ta, những Kitô hữu mới có thể nhận biết được đâu là vai trò thật sự của mỗi người mà thôi. Với lời nhắn nhủ từ Tin Mừng, chúng ta giờ đây hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng hằng hiện diện nơi bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết gắn kết đời sống đức tin của mỗi người nơi Ngài, để từ đó nhận ra được vai trò của chúng con trong hành trình chờ đón ngôi hài giáng thế. Để từ đó chúng con không lãng phí, mà biết tận dụng từng giây, từng phút của mùa vọng này để nhận biết, để chuẩn bị cho ngày Chúa đến nơi gian trần. Vậy giờ đây, xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.